Nếu nói về là cảm nhận của em thì là mình trân quý thôi, tại vì bản thân mình là người thà mình chưa có được giống như là mình trai trường với lại mình thành tâm vậy đó, thì nói chung là tốt, rất là tốt luôn, nói chung là mình rất là quý luôn á. Câu hỏi thì chú nói theo cá nhân của chú là chú thấy ông sư Minh Tuệ làm như vậy là triệt để theo lời Phật giáo Hòa Hảo của mình đó, là ông có bốn cái không đó, là không có nhận của cái bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh của Hồng Vinh Giang, là ông đi cũng bình thường vậy thôi. Là cái gương hạnh đó mà theo nhà tu hiện nay thì bao nhiêu người hành được cái hạnh giống như sư Minh Tuệ, chú hai cảm nhận chú? Theo mà con hỏi vậy chú biết ăn, nếu mà nói nhà sư không á, bây giờ trả lời sư sao? Nó ví dụ bên mình không có sư, mà bên kia có sư, nói ngày sư này ăn cái như người tu ơi, mà nói chung là gì được, ăn là đếm trên đầu ngón tay thôi. Mình thấy nó rất là xứng đáng, bởi vì là mình mồ hôi nước mắt mình đổ ra đây mà bà con ta ăn đông là mình vui rồi, chứ đâu có cái gì khác. Mình lao động mà nếu bà con ta được, người ta là ở đây người ta hưởng ứng, ta ăn uống là mình thấy mình vui rồi đó. Lá quả nè, để cho cô bác bệnh cho em mình nè, thì dự lễ uống nó mát mẻ, nó có sức khỏe để đi. Hôm nay có cái khô mới mới đó là xài đãi cho ngày lễ này cô bác bệnh cho em mình. Rồi. Đây, quý vị có lại thỉnh nha. Cái này thì nó, cái phương tiện này làm thì nó dễ đổ hơn, nó để mình sẽ vòng tròn được cho bác anh xem mình. Rồi, cảm ơn chú. Chỗ nào chú cứ đi cho nha. Bắt đầu cái ngày lễ ông ba mình, cô rất là vui vẻ trong ngày lễ ông ba mình, sao cảm nghĩ cô nghĩ như thế nào cô ngày lễ ông ba? Mình chia miếng xèo tuy là cực mà vui. Dạ. Tại vì đỡ cho bà con đi lễ hậu thì ăn được miếng bánh xèo tình thương này thì rất là vui. Dạ. Mình đãi đây được mấy ngày cô? Mình đãi 4-3 ngày. 3 ngày. Bữa nay mùng 7 tới mùng 8 mùng 9. Dạ. Với cái lượng khách năm nay ngày mùng 7 cô thấy có đông hơn mỗi năm? Đông lắm, đông hơn các năm. Chúng tôi chị thì hôm nay cộng đồng mạng xôn xao về sư Minh Tuệ, thì chị cảm nhận cuộc đời và cuộc hành trình của sư như thế nào chị? À, cảm nhận của em đúng không? Nếu nói về là cảm nhận của em thì là mình trân quý thôi, tại vì bản thân mình là người phàm, mình chưa có được giống như là mình trai trường với lại mình thành tâm vậy đó, thì nói chung là tốt, rất là tốt luôn, nói chung là mình rất là quý luôn á. Dạ. Rồi chị thấy sư không có nhận tiền gì chứ không chị? Đúng rồi, sư không nhận tiền. Nói chung mình tu là mình giải thoát mà mình đâu nhận tiền, thế gian làm gì nữa anh? Đúng không? Bên cạnh đó em nghe nói là sư ngủ ngoài không có không chị? Cái đó thì em cũng thấy thôi, nhưng mà em cũng chưa có tìm hiểu gì nhiều. Với đặc biệt là những cái bộ y của ông là kết từ những cái mảnh vải ở nơi nghĩa trang, chị có nghe không? Không, cái đó em cũng chưa coi, chỉ thấy là sư đi thôi. À, sư tên gì vậy? Em không biết vấn đề đừng hỏi nữa. Em không gần với đó, tại vì giống như là biết thôi. Chứ còn mà chị Xuân thì em đang cao lại. Nhưng mà nói chung là con người bình thường như mình chưa có phát tâm gì tu thì mình không có, nhìn mình đâu có bằng nữa đâu. Có nhiều người thấy phê phán nhưng mà đó không có đúng. Tại vì khi mà người mình đã phát tâm về tu á thì rất là tốt. Mình thấy những người đó mình rất là mình trân quý thôi, chứ còn mà mình không có phán đoán được. Còn khi mà mình ví dụ mình còn ăn mặn nè, mình chưa ăn chay được là mình đã thua người ta rồi đó. Còn khi người ta đã chay trường là rất là tốt, mà còn người ta ví dụ người ta đi xã thân thì sao, là đi là không nhà đó, nói chung ra là rất là quý luôn á. Tại vì em cũng nói chung nhiều khi em cũng còn phát tâm, em cũng muốn chay trường các bạn đó, cái đó là tâm nguyện của em xưa nay luôn á. Giờ chị thấy những cái tâm hạnh của sư Minh Tuệ có giống như Đức Phật ngày xưa không? Đó thì em chưa biết, chưa ăn sáng gì, mà nói chung là cảm nhận của em thì nói chung là em hồi đó giờ em rất là thích coi về Đức Phật Thích Ca rồi đó. Dạ. Em biết nhiều, biết nói chung là em nói chung là thời gian của em rảnh là em cứ coi kinh Phật, em hiểu biết. Thì cũng hiểu gì đâu, hiểu em đạo Phật mà. Cái công hạnh của sư Minh Tuệ có giống như Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà cũng giống nào? Giống dạ. Dạ. Thấy hồi buổi bây giờ mà có một vị sư không nhận tiền thì thấy nó cũng hiếm hả chị? Đúng rồi, mình đã ví dụ mình tu giải thoát mình đâu nhận tiền thế gian làm gì nữa. Còn ba giá tháp ba mà đặc biệt là cái tiền bát của ông là bằng cái tiền đấy chứ. Đó thì em cũng không có để ý cái phần đó, nhưng mà nói chung là biết một phần nào, tại vì em lo làm, biết là sư đi sư không nhận tiền, nghĩ là sư đi rất là tốt, vậy là rất là tốt.
Thôi mấy chị đại diện cho người miền Tây mình gửi lời sư chúc hành, chúc sư tu hành đạt đạo đi. Nói chung là em là tâm cũng nguyện nhiều, nói chung là thấy được vậy rất là tốt, em chúc cho sư là sớm ngày tu hành đắc đạo. Nhưng em cũng biết xin gửi bác Văn Chem thầy dạy trên chánh điện của ông bà, nhắc cô bác làm xa đây đổ xô về đây để kính viếng ông bà và cầu nguyện một ngày tốt lành trong bà hộ độ cho mọi người sức khỏe bình an, làm ăn luôn vững vàng và tốt đẹp cô bác. Kính thưa chú, thì gần đây trên cộng đồng mạng nói về sư Minh Tuệ, thì theo góc độ của chú cảm nhận về cuộc đời của sư như thế nào? Giờ mấy con hỏi thì chú nói theo cá nhân của chú là chú thấy ông sư Minh Tuệ làm như vậy là triệt để. Theo lời Phật giáo Hòa Hảo của mình đó là có bốn cái không đó, là không có nhận của cái bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh của Hồng Vinh Giang, là ông đi cũng bình thường vậy thôi. Nói chân đất đầu trần, đời đã áo không mặc quá bố mi, nhưng mà lượm những cái y đó của nghĩa địa, nghĩa trang, hoặc là người ta bỏ đó, rồi mới may lại bận, không được nhận y may sẵn của bà con. Rồi ăn thì ăn tới giờ ăn được bao nhiêu ăn nấy, ngủ cũng không được, ngủ ấm ngủ êm, ngủ phải ngủ rừng, ngủ gốc cây ngủ phải ngủ ngồi nữa chứ không có được ngủ nằm nữa. Thành ra đó là muốn dựng lên cái hình tượng chân chánh con người, đặng cho những có người nào mà có làm quá, có lỡ lầm lạc lối, có sai tới mà sai đặt sai trái đó thì mau mà cảnh tỉnh trở lại về đường ngay nẻo chánh đó. Và bên cạnh đó thì hiện nay con thấy ông là đi không có mang dép á, rồi đầu chằn nữa đó chú hai, theo cảm nhận của chú sao? Cái đó là theo giờ ông bà mình nói dương đầu trần chân đất đó, nghĩa là cái gì cũng không có hết, nắng 40 độ này đó, rồi cái giò mà tiếp xúc với cái đường nhựa là đâu phải là nó dễ, nó sẽ khó khăn hết, nó chảy, rồi cái đầu nóng nữa, nó rõ ràng đó là mới rõ ràng đó, nếu lại như vậy là hạnh đầu đà là đúng, theo cảm nghĩ của chú là đúng chứ không phải là không, nó cực khổ. Vậy hiện nay thì con thấy ông đi phía sau nhưng phía trước có Phật tử quét dọn đường cho đi đó chú hai. Cái đó là những cái này là ta tin tưởng ta làm theo vậy thôi, chứ trong cuốn kinh Hiền Ngu á, chú cũng nhớ hồi lúc mà ông Phật Thích Ca đó, ông đi chỗ này chỗ kia ông thuyết pháp đó, ông đi tới một chỗ tới một nước nọ có 500 vị ăn mày, rồi ông ở đó ông mới đợi 500 vị ăn mày nữa đi nữa, rồi ông mới đợi ăn nói đó là tức khắc kỳ thời. Thì bây giờ cái người ta tôn trọng cái hình thức của cái ông sư Minh Tuệ này, ông là như vậy đó, thành thử ra người ta nói theo, người ta tiếp ta dọn đường vậy thôi chứ không phải là đi cuộc đời. Thí dụ như đi qua cái đoạn đường của người ta khúc, ta ủng hộ, ta tiếp dục, ta tiếp một khúc vậy, nếu mà ông không chân chánh là chắc không ai tiếp như vậy đó, ông đâu có nhận cái gì đâu, cho ông không lấy mà ăn uống bao nhiêu. Mà hơn nữa cái tiểu sử ông Thích Minh Tuệ rất tốt, ông làm tròn cái bổn phận của mà người công dân ở nhà rồi, ông đi nghĩa vụ xong xuôi đàng hoàng, về nhà ông làm bưu điện xong xuôi đàng hoàng hết một thời gian, rồi xong xuôi đó gia đình mới chia của cải cho ông. Ông nói ông không nhận, ông chỉ xin nhận cho mẹ gia đình cho ông đi tu được thôi. Bây giờ gia đình gia mẹ ông cho ông đi tu như ông tội nguyện ông, rồi ông đâu có dính líu gì đâu đó, thì như vậy là thấy tốt chứ không có gì mà có đâu. Hiện nay thì con nghe nói là khi mà ông đi có bom bớp đến bay là gần ông nữa đó chú hai, có nghe nói cái vụ đó thì chú không biết, cái đó nó cũng hơi quyển quạt quá, cái chú nào chú biết thì chú nói, thôi cho nó chú không nói chú không biết. Vậy những cái gương hạnh của sư Minh Tuệ mà nãy giờ theo chú hai cảm nhận đó, rồi có giống với Đức Phật khi xưa ngài còn đang hành đạo không? Cái nó giống với không giống thì chú phân định được, nhưng mà rõ ràng là giống vậy, bởi vì ông sư Thích Minh Tuệ này ông đâu có phần ông bằng ông Phật Đức Ca, ông Phật Thích Ca đã hy sinh hết trơn mà ông lại thái tử cung đàn điện ông có hết trơn mà sao còn đi được. Bởi vì ông Thích Minh Tuệ này chẳng qua là ông hiểu biết ông đi như vậy, ông tập ông theo hạnh theo cái ông Phật Thích Ca vậy thôi, thì như vậy thì ta cũng phải đáng nhớ. Nhưng mà ông Thích Minh Tuệ này ông cũng đi theo con đường trung đạo, mà sau khi mà cái hạnh độ khó khăn quá mà tu ép sát quá đó, ông mới không nhận đi qua cái đường khác, thì bây giờ vẫn đi vẫn thọ thực đó, như hồi xưa như vậy đó, cũng như là phái Nam Tông truyền thống hồi xưa đi tới đâu thì dùng tới đó, nói mà dùng vậy thôi là tới bữa dùng có nhiều dùng ít
tới bữa mà không có thì cũng phải dịch chứ đâu có nói gì được. Đó, thì bây giờ chú cảm nhận được. Vì những cái gương hạnh đó mà theo nhà tu hiện nay thì bao nhiêu người hành được cái hạnh giống như sư Minh Tệ chú hai, cảm nhận của chú? Theo bà con hỏi vậy chú biết, nếu mà nói nhà sư không á, bây giờ trả lời sư sao? Nói ví dụ bên mình không có sư, mà bên kia có sư, nói ngày sư này kể như người tu ơi, mà nói chung là gì được, là đếm trên đầu ngón tay thôi. Rồi đếm trên đầu ngón tay. Đó. Vậy cuối lời thì chú có đôi lời gì như chúc cho sư Minh Tệ tu hành tinh tấn giữ cái bổn nguyện gì đó? Chú cũng gì, không biết gì là sau khi mà đền tròn mà nở nước xong cái nhà xong đó, giờ Đức Thầy cũng có vậy. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiệp nhân. Tại sau khi hồi nãy chú cũng kể cái tiểu sử của gia đình của ông Chính Minh Tệ rồi, bây giờ ông đi được như vậy rồi thì mình cầu chúc cho ông đi tiến triển lên con đường đạo pháp gì, đi tới luôn, tới cho thành đạo luôn, chứ đừng có mà quay về, đừng có mà dọc đường mình nói rớt cái gì đó, đang tiến lên, tiến tới càng ngày càng tiến. Kính thưa cô bác quan trang, mà thầy lại do ông ba, thầy ngoài thức ăn miếng uống ra thì bên cạnh đó là cũng có những y tá bác sĩ đến đây để phục vụ thuốc men cho những cô bác anh chị em mình đi dự lễ, mà nó có trùng chăn mỏi gói hay là nhức đầu nóng lạnh sơ mũi ho hen này kia đồ đó, thì cũng có má thuốc để cô bác anh chị em đã dùng cho nó có sức khỏe để giữ cho buổi lễ ông ba đưa được thành công tốt đẹp của cô bác anh chị em mình. Đây em cháu xin quay ghi hình lại từ cái đoạn bên tay trái của bác của em cháu dài ra ngoài gọ bên chỗ Tây Lan luôn nè, hết sức đông không? Giờ này thì cái lượng người đã đổ xô vô đây rất là đông. Cô bác mình nhìn thấy hai bên là hàng lan là ngồi chặt cứng hết trơn rồi nè. Đây. Ủa nó dạy game lắm mà. Dạ đi. Rồi hỏi đây. Hỏi đi. Kính thưa anh Vũ, thì buổi lễ ông Ba Thớ trong bầu không khí như thế này, rồi anh cảm nhận buổi lễ diễn ra như thế nào anh? Cái buổi lễ của ông ba đó là rất là trang nghiêm và long trọng, người dân á, là từ trong nước cho đến ngoài nước về để kính viếng trước, tức là cúng nguyện, sau đó để cầu nguyện cho quốc thế dân an. Và bà con hiện nay á, là đãi là tất cả những cái gì trong cuộc lễ ông ba đều là miễn phí cả. Rồi ông ba là người như thế nào bà con thôi nữa nha. Dạ, tức là ông ba là thuộc về trong cái sự phái hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhưng sau khi Đức Phật Thầy ngài vắng mặt thì ông ba may mắn, tức là con của Đức Cố là cậu Hai Nhu á, là ông ba quy y theo phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Và cho nên là trong lúc đó là sau khi cái ông ba mất thì ông ba có để lại một cái quyển Kim Cổ Kỳ Quang, có tiên tri đến cái những cái giai đoạn sau này nó có những cái sự việc gì. Nếu như chưa quý vị mình muốn biết thì chúng ta hãy thỉnh Kim Cổ Kỳ Quang về để chúng ta sau khi đọc và chúng ta coi lại những cái bối cảnh hiện giờ thì chúng ta sẽ thấy được những cái bối cảnh do ông ba ông đã tiên tri. Dạ. Mình có thể thuộc một hai câu gì của trong Kim Cổ Kỳ Quang của ông ba viết không huynh? Dạ. Thì ông ba có nói một cái đoạn như thế này, tức là giặc dậy lăng xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đánh đó đó. Thì trong bối cảnh bây giờ quý vị thấy là cái mọi chiến tranh đó là hầu như là nó sắp diễn ra giống như lời ông ba đã tiên tri. Dạ. Ngoài những cái câu đó ra còn những câu nào khác không huynh? Dạ, còn những câu là ông ba ổng cho biết, tức là ông ba nói như thế này là còn một nạn cột kèo xa dách. Nếu như mà người không tu là sạch bách không còn đó. Cho nên hôm nay tất cả quý vị mình đến đây trong sự lễ của ông ba, thì trong sự cái bầu không khí là tất cả bà con dù có nắng nôi đi chăng nữa, bà con cũng cương quyết để đi cúng nguyện và lễ bái nhân ngày cúng dỗ của ông ba. Dạ dạ. Kính thưa cô bác, thì giờ đây tầm có khoảng 12 giờ 1 giờ mà cái lượng khách đã đổ xô về cuộc thờ hôm qua hết sức là đông chứ quý vị. Cô bác quan gia mình nhìn thấy nè. Đây là sau hậu của cuộc thờ hôm qua trên cái những nhà ăn nè cô bác quan gia mình. Bữa nay mới có ngày 7 thôi mà lượng khách đã đổ xô về đây hết sức là đông. Làm cho cái buổi lễ nay mai cũng nó không kém những cái buổi lễ khác của bác anh chị mình, như cái lễ ông Nguyễn, những cái lễ khác cũng vậy.
nhà lễ ông Ba So thì cũng khá đông hơn những cái mấy cổ lễ khác. Ở trong này thì thức ăn thức uống có đầy đủ, cô bác bạn trai mình ở bên cạnh đãi ăn thì cũng có mấy cô mấy chú mình đãi những chai nước ngọt, những ly nước mía, rồi những ly sâm, những ly trà đá, cũng như là cà phê sữa, cũng có đầy đủ hết trơn à. Cô bác bạn trai mình đi lễ hôm qua thì đi dài dài theo bên đường, đi dài vào vô thì thức ăn thức uống mình miễn phí, ăn uống tự do. Đây mấy cô mấy chú mình nhìn thấy nè, đây là sâm hộp bé. Trong này thì rất là nhiều cái phái đoàn đãi nước cho bác mình, cho em mình. Đây nãy giờ mà đi qua nãy giờ mà hết ba chỗ đãi luôn. Đây bên đây cũng đãi nữa nè, bên đây là sâm bổ lượng. Đây mình qua tiếp theo, cái bên này là đãi những cái gì đây? Đây là trà, nước cam, hay nước ép cam của bác bạn cho mình, và chanh muối chanh dây luôn, đầy đủ. Ngoài nước cam ra thì còn nước chanh muối chanh dây, bác cho mình nhìn thấy nè, tất cả đều miễn phí hết. Thì có cái gì đây, bên trong này cũng có một tổ đãi nước này của bác con chê mình, chẳng những đãi nước còn đãi trái cây nữa nè. À, kính thưa cô bác con chê mình, với lượng khách rất đông người như thế này thì cái khâu nấu nướng thách rất là khó khăn, phải không chịu gì. Nhưng mà muốn biết cái khâu nấu nướng nấu như thế nào thì mà cô bác con chê mình vào bên trong xem sẽ rõ thôi. Tại vì em cháu sẽ làm bên trong này, ghi hình lại cho cô bác anh chị mình xem ha. Đây bên tay trái mình là những đây là cái thành phẩm, đó là những cái rau ngũ quả để cho cái ngày dự lễ của ông Ba nấu đăng chuẩn bị nấu cái gì. Cũng tiếp không? Đây là cô bác anh chị em mình ở nơi xa xôi, tất cả chừng gom về đây để tiếp trong công việc làm trong cái ngày lễ hôm nay chứ gì. Đó là lặt rau cải nè. À cái thưa chú gì, đây là bên trong của cái khâu nấu nướng để cơm phục vụ cho cái ngày lễ hôm qua chứ gì. Đây là mới có ngày mùng 7 là mới khởi xướng, đó là mới có 9 cái nồi. Một cái nồi nấu gì là cũng nhiều gạo vậy lắm. Đây cô bác mình cho nhìn thấy nè. Ngày mai bắt đầu là những cái dàn lò bên kia đều cho lên lửa hết trơn chú quý vị. Cô bác mình cho mình nhìn thấy nè. Giờ này nắng rất là oi bức nhưng mà mấy chú mình rất là tích cực trong công việc nấu nướng, đó là nấu cơm để đãi cho cái lễ ông Ba mình nó hoàn thành tốt đẹp. Cô bác mình cho mình về đây, mấy cô mấy chú mình thấy mấy anh mấy chú đang đổ mồ hôi trong công việc là đang sớ cơm chú quý vị. Với ngọn lửa như thế này thì mấy chú mình rất là vất vả để nấu những nồi cơm cho ngon. Cô bác và anh chị em mình giữ lễ ông Ba có bữa cơm ăn thật là ngon chứ quý vị. Mấy cô mấy chú mình nhìn kỹ những cái gương hạnh của mấy chú mình đang làm trong ngày giữ lễ ông Ba nấu cơm chứ quý vị. Rất là cực khổ, đổ mồ hôi. Ở trên thì lượng nắng rất là oi bức nhưng mà ở dưới là ngọn lửa rất là hừng hực. Nhưng mà mấy chú mình rất là vất vả để làm cho những cái hạt cơm chín ngon để cho cô bác và anh chị em giữ lễ ông Ba ăn để ngon. À kính thưa chị quý vị, thì bên cạnh có những hạt cơm ngon đó thì cũng không thiếu cái khâu là để giò gạo. Đây là mấy chú mình đang làm thành phẩm giò gạo để cho vô nồi để chuẩn bị nấu thêm nữa chú quý vị. Cô bác anh em nhìn thấy nha. À kính thưa chú tôi, thì vừa qua con cũng đã ghi hình lại chú đang sớt cơm lên trển, thì con thấy với cái lượng trời nắng oi bức như thầy như thế này mà ở dưới đó thì ngọn lửa rất là thật. Theo cảm nghĩ của chú mà cái ngày lễ ông Ba hôm nay mà lượng khách đổ xô về đây với cái công cực khổ đó, chú có cảm thấy nó xứng đáng không chú? Mình thấy nó rất là xứng đáng, bởi vì là mình mồ hôi nước mắt mình đổ ra đây mà bà con ta ăn đông là mình vui rồi. Chứ đâu có cái gì khác.
mình lao động mà nếu bà con người ta được người ta lại đây người ta hưởng ứng, ta ăn uống là mình thấy mình vui rồi đó. Chứ còn cái vấn đề cực nhọc là nó cũng qua hết à. Thì từ hồi sớm giờ chú có thể cho con biết là mình nấu bao nhiêu gạo không chú? Sớm bao giờ là 1,5 tấn rồi đó. 1,5 tấn gạo rồi? Dạ. Thường thường mỗi năm thì so với ngày hôm nay thì nó có nhiều hơn không chú? Năm nay nhiều hơn mỗi năm đó. Rồi nhưng ngày nay thì con thấy mà nấu mớ cái phần nữa, còn có thể ngày mai mình có thể nấu hết lò không chú? Ngày là mình cứ đi chuyện vậy hoài đó, chứ nấu có nhiều lò đó đó. Có 8 lò à. Nấu có 8 thùng à. Nấu có 8 thùng ha. Là một cái lò vậy là một thùng, nhưng mình nấu bao nhiêu gạo chú? Mình một cái lò là 100 kg á. 100 kg là một lần nấu là 80 kg. Vậy là cái lượng nấu năm nay chắc là đông hơn năm chứ? Đông hơn mỗi năm nhiều. Dạ. Ở thành ra con thấy cái chỗ mà nấu nước này mỗi năm thì nó giờ này cũng không có người lắm, nhưng bữa nay rất là đông. Chú Tư ở quê đâu chú Tư? Quê ở Tân Châu. Tân Châu chú làm công việc lễ này tiếp là bao nhiêu lâu rồi? Chú là đi nấu cơm này là năm nay nữa là cũng 7-8 năm rồi. Lễ nào chú cũng cứ đi nấu hết? Lễ cũng như ông ba đây. Dạ. Với bên tổ đình với chú nấu ở chùa Tùng Sơn á. Dạ. Chú đi ba điểm chánh à. Thì nhân cái ngày lễ hôm của ông ba hôm nay thì chú có gửi lời đến tất cả cô bác anh chị em ở gần xa đi dự lễ ông ba như thế nào không? Có một lời phúc cho chú không chú? Cái mình là gửi lời cho anh em cô bác gần xa đồng đạo đó, mình là tới cứ việc là mấy cái lễ lớn mình lại mình viếng thăm, vừa được là ăn uống mà vừa được là ở trong ban tổ chức người ta cũng rất là tôn trọng mình. Dạ. Cảm ơn chú. Kính thưa chú vậy, thì bên cạnh những cái khâu mà đãi nước mía ngọt ra thì cũng có cái khâu là làm kem để phục vụ cho cô bác anh chị em mình đi dự lễ ông ba. Cô bác em nhìn thấy ha, anh em đang vào công việc để làm. Còn bên đây là những mấy cô mấy chú này làm cái tác phẩm đó là xay dừa, nạo dừa hay là cái khoái đòn. Còn bên đây là cái khâu đãi thưa quý vị. Đây trước cái ngoài công cảnh đi vô phủ thờ ông ba ra thì hai bên đường đó là những cái khâu mà đãi ăn nước ngọt nước mía đồ rất là nhiều cô bác anh chị em mình đây nhìn thấy ha. Đây. Đây. Đây cô mấy chú mình giờ này cũng đang có công việc đó là đãi nước. Thì kính thưa cô bác anh chị mình giờ này tầm 11 giờ chứ quý vị, nhưng mà lượng khách đang đổ xô về đây rất là đông nè. Ngoài những cái ly sâm hột é đó ra thì cũng có những cái ly đó là la hán quả nè, để cho cô bác anh chị em mình đi dự lễ uống nó mát mẻ, nó có sức khỏe để đi dự lễ cho nó yên. Cô bác anh chị em mình không có trùng chân mỗi gói đi trên cái đường đi dự lễ ông ba. Đây cái câu quan trọng thứ nhất là cái câu hay là việc xài. Mình cũng mới thấy cái hôm nay có cái câu mới đó là xài đãi cho ngày lễ này cô bác anh chị em mình. Đây. Đây. Quý vị có lại tỉnh như nè, lắc lên ha. Lắc lên ha. Thì bên cạnh những cái khâu đãi xài ra thì kế đó là chè dưỡng nhang, rồi bên đây đó là cô bác mình nhìn thấy đó là sữa đậu nành. Từ bên trong đổ ra bên ngoài này rất là nhiều cái khâu đãi nước uống của bác mình cho em mình. Ấy em cháu ghi hình lại tổng quan cho tất cả cô bác bệnh nhân nhìn xem cái khâu lễ của ông ba trong ngày hôm nay như thế nào ha. Đây chứ cửa phụ thờ ông ba cô bác bệnh nhân mình 12 giờ lượng người đổ xô rất đông. Đây cô bác cho em giờ đây cũng đang tấp nập đi vô này chứ gì. Thưa cô bác anh chị mình thì về đây là cái buổi sáng đó là tầm 9 giờ rưỡi 10 giờ thì
rất là lượng khách đổ xô vì lễ ông Ba thấy rất là đông chứ quý vị. Bác Phan Trang mình thấy thì bữa nay mới mùng 7 thôi mà cái lượng khách là đổ xô về đây ông như thế nào thì mùng 8, mùng 9 cô bác Phan Trang mình nhìn thấy rất là nhiều người hơn nữa. Tại vì cái lễ xô ông Ba đây là thường thì là lớn nhất hiện đây cô bác Phan Trang mình. Thường thường mỗi năm thì mình có bánh tầm có khoảng mười mấy 20 ngàn đoàn, năm nay lượng có bánh lên tới 30-40 ngàn đoàn. Tại vì lý đó mà cô bác mình nhìn thấy số lượng có bánh khủng khiếp. Còn đây là những cái gian hàng đó là những cô bác bên dân mình để bày đó là để đãi trong cái công việc lễ của ông Ba này chứ gì. Thì thức ăn thức uống thì có đầy đủ hết trơn nha. Ở ngoài dài vô hai bên đó là sữa sâm bổ lượng đủ đi thứ đó, năm nay đặc biệt lạ đó là năm nay có vụ mà đãi đãi xài nữa cô bác bên cho mình đãi xài luôn á. Rất là nhiều gian hàng và ngang cái đoạn đường đi vô Phú Thọ ông Ba chú vị đã đãi miễn phí. Ở ngoài thì thức ăn còn bên trong là thức uống có đầy đủ của bác mình cho mình. Đây là trại cơm số 2. Còn bên đây là cái khâu đãi nước mía nè. Tại vì buổi sáng hôm nay thì nó đã qua một tớp đó là rất là đông chưa quý vị. Giờ này nó cũng hơi ngơi bớt rồi. Tại vì có một số người ở xa người ta cũng về sớm, ta tới sớm, ta về sớm, tại ăn cũng ai cũng còn cái công việc. Cái khâu bên trong của cái phái đoàn đãi xong rồi cũng lộn. Đây phái đoàn đãi xong rồi cũng lộn của bác mình chưa. Đây còn đây là cái phái đoàn đãi cà phê đó nè. Cô bác có nhìn thấy những cái phim cà phê thật là to không? Thì mình đi những cái lễ dỗ thì tất cả cô bác anh chị nhìn thấy là thức ăn thức uống đều có đầy đủ cô bác anh chị em mình. Muốn bánh trái, cà phê, nước ngọt đủ thứ, tất cả nhiều món lắm. Đây, đây là những cái bịch cà phê đãi rất là ngon. Thì giờ đây cái buổi sáng hôm nay thì trước Phú Thọ hôm qua mình rất là rộn nhịp đông người của bác Phan Trang mình. Thì cô bác Phan Trang mình thì giờ đây để em cháu xin tiến thẳng vào cái chánh điện của Phú Thọ hôm qua. Xếp gọn lại rồi không còn có bánh tét nữa, chỉ bên này chỉ còn đãi thôi. Bây giờ đây thì nó cùng cô bác mình anh mình nhìn thấy ha, lượng khách rất là đông đổ xô gì đây. Thường mỗi năm thì mấy ngày này thì nó cũng không đông như thế này nữa cô bác và chị em mình. Năm nay thì rất là đông. Đây, bây giờ mình thấy nè. Con
ngoài công việc đó là đổ bánh xèo miễn phí thì phái đoàn của tôi quân có tổ chức là các khu giải nước miễn phí của bác anh chị em mình nha. Cũng có đầy đủ hết trơn, miếng ăn thức uống rượu đó đầy đủ của bác anh chị em mình. Cô bác anh chị em mình ở đây tiếp theo cái là đổ bánh xèo của chú tôi quân thì mong mời cô bác anh chị em mình vào bên trong xem thôi. Đổ bánh xèo của chú tôi quân nó có khác lạ hơn những bánh đòi bánh xèo có khác như thế nào hay không ha. Kính thưa cô bác anh chị em mình thì đây là cái đòn bánh xèo của chú tôi quân mình ở trên cái phong cách là một cái vòng tròn đó là 10 cái chảo bánh xèo ha. Đây cô mình nhìn thấy ha, cái này thì nó cái phương tiện này làm thì nó dễ đổ hơn, nhưng nó tiện mình sẽ vòng tròn được cô bác anh chị em mình. Một người, hai người và 10 chảo, hai người 10 chảo, một người gỡ bánh, một người đổ bột, cô bác anh chị em mình nhìn thấy ha. Có bánh tiếp chiếc có bánh nè, từ từ đi đừng gấp. Nói cô mình nhìn thấy rất là tiện ha. Vậy chúng tôi xin tổng qua lại cái để mà lại cái tôi cùng. Bởi vì trong cái dịp lễ thì rất là đông người, thành ra cái phương tiện làm như thế này thì cho nó tiện ít hơn, làm cho nó mau lẹ nữa cô bác anh chị em này. Mình cũng nhìn thấy nó rất là tiện lợi. Cứ xây qua một vòng thì một cô là gỡ bánh, còn một cô là đổ thì nó tiện rất là tiện. Bên đây cũng bị à, ngoài cái đổ bánh xèo ở trên cái vòng tròn ra thì mấy cô mình có tạo thêm đó là đổ bếp ga nhỏ mini ở dưới đất như chú bác bạn trang mình. Đây mấy cô mình nhìn thấy ha. Bên đây là cái câu xào nhân của mấy cô mình đây. Muốn được cái bánh xèo thơm ngon thì không thiếu cái phần bên trong đó là bên hậu cần, đó là mấy cô mình đây là bếp cực khổ nè mấy cô bác bạn trang mình thêm thấy ha. Đây nè, đây là những cái đây là những cái rau cải rồi lớp này xào nhân để cho cái bánh xèo nó được đầy đủ hương vị và nó ngon hơn. Mấy cô mấy chú mình thấy ha, giờ đây thì mới ngày 17 thôi thì lượng khách đã đổ xô đây rất là đông chú quý vị. Còn ngày 18, 19 nữa là mấy ngày đó thì khỏi bàn rồi. Thì chúng tôi xin sơ lược một đôi nét trong cái loại bánh xèo của chú Tư Quân. Giờ đây chúng tôi xin đi làm vào bên trong cái cục lễ của ông bà chưa vậy. Anh xin được cô bác anh chị em thì ở đây cái đội đổ bánh xèo hủ viên đang trên bước đường đẩy lên tuyến đường của vào lễ ông bà cô bác anh chị em mình. Để buổi sáng hôm nay trong cái ngày mùng 8 thì rất là đông người hẹn trước nhau trong ngày đấy. Chú đứng rồi, cảm ơn chú. Đừng bánh xèo đi chú. Đây là bánh xèo. Nhưng mình cũng đã từng đi nhiều cuộc lễ nào cũng có trên cô bác anh gia mình. Đây là bánh đòi bánh xèo hữu gì này đây. Cái bánh rất là ngon. À chú, năm nay mình thấy cái lễ ông ba mình đông người không chú? Đông người năm không? Năm nay mình thấy lễ ông ba mình đông người năm chú? Mới vô lễ chú. Mới đầu vô lễ ha? Đông lắm. À. Ngày nắng đông lắm. Vậy là bữa nay mình đãi bánh xèo bữa nay được mấy ngày chú? Mới lễ bữa đầu. Mới đãi ngày đầu luôn ha? Dạ. Thế bữa nghỉ 18, 19 là 19 ngày chẳng thể. À, mới đông ha? 9 chẳng thể luôn ba. Yeah.
không nói gì chơi vui cô bác Phan Trang, mình nhìn thấy những cái bánh này cô bằng đổ nhìn thấy rất là ngon chứ gì này chắc rất là ngon nha. Mỗi năm thì mình thấy mấy cô mình đãi thường thường, năm nay mình thấy có ông chú mình á, có ông chú mình đãi nữa, đây ông chú mình đang đổ bánh. Chú Hai à, cho con hỏi cho chú đổ bánh này được bao nhiêu lâu rồi chú? Năm rồi đó. Mười một năm. Bữa con thấy cái tay chú quá khéo léo rồi. Là mình đi theo cái đoạn mà đổ 11 năm rồi đó. Rồi, đến nào. Đổ đủ tỉnh rồi. Đổ nào chú cứ đi cho nghe. Ta cần mình đến nè. Rồi, chú Hai mình đã đổ đi theo cái đoạn đổ bánh xèo 11 năm của anh cho mình. Chú ở đâu chú Hai? Châu Phong, Tân Châu rồi con biết chỗ đó. Yeah. Sức làm với công việc từ thiện thì mấy chú mình đã yêu nghề về cái đậu bánh xèo cho tất cả cô bác anh chị em mình đi ngày lễ. Thì chú mình đã trải qua là 11 năm mình chưa bắt anh chị mình. Mấy cô, tụi mình năm nay khỏe ha. Bắt đầu cái ngày lễ ông ba mình cô rất là vui vẻ trong ngày lễ ông ba, mình theo cảm nghĩ của cô nghĩ như thế nào cô ngày lễ ông ba? Mình chiên bánh xèo tuy là cực mà vui. Dạ. Tại vì để cho bà con đi lễ hậu thì ăn được miếng bánh xèo tình thương này thì rất là vui. Dạ. Mình để đây được mấy ngày cô? Mình để 3 ngày. 3 ngày. Bữa nay mùng 7 tới mùng 8, mùng 9. Dạ. Với cái lượng khách năm nay ngày mùng 7 cô thấy có đông không mỗi năm không cô? Đông lắm, đông hơn các năm. Dạ, đông hơn các năm. Dạ, đông hơn các năm. Dạ, cảm ơn cô. Thì với cái lượng khách thì mấy cô mình đãi từ năm thì mấy cô mình nhận xét là lượng khách cũng đông hơn mỗi năm mà cô bác anh cho mình. Đây là cái khâu mấy anh mình đặt dưa làm cái nước cốt trong bánh xèo cho nó ngon cô bác anh cho mình. Đây là cái khâu quan trọng nhất là trong cái công việc làm bánh xèo của bác anh chị mình, đây là cái khâu xèo nhân. Đây, chú mình đang làm đây. Nhìn cái cách của xèo nhân phải nói là điêu luyện phải không? Đó. Cho con hỏi cho mình theo cái nghề đổ bánh xèo tình nguyện là bao nhiêu lâu rồi? 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi ha. Dạ. Là lễ năm cũng có đi hết. Dạ. Theo cảm nghĩ của anh năm nay lễ nó đông mỗi năm không? Đông đó, năm nay đông mỗi năm. Vậy ha. Cái này mà anh nấu niêm nếm như thế này mình có niêm hay là mình nhắm hay là mình căng đo gì không anh? Niêm chứ, niêm nếm đàng hoàng cũng như mình lượng rồi này kia chứ đâu phải. À, là một cái chảo mình nấu vậy là mình có lượng có số lượng ha. Dạ. Dạ. Rồi một ngày bao nhiêu chảo anh có biết không? Mua làm thôi mình gạo á. À. Gạo á. Hương gạo ha. Dạ. Dạ. Thì như từ sáng giờ thôi mỗi năm từ sáng giờ anh thấy cảm thấy đông hơn mỗi năm cái số này nè. Hơn mỗi năm. Dạ hả? Dạ. Đây anh cắn anh. Đây là cái phần sau của cái hậu bếp của mấy cô mình đang làm bên chùa phòng để làm khẩu bánh xèo của bác anh chị mình. Giờ chúng ta đi ra ngoài phía trước đây. Trong cái ngày lễ của ông ba thì rất là nhiều cô bác bạn trẻ mình đổ xô về đây với công việc tình nguyện đó là đổ bánh xèo hay là nấu nướng các món đây dàn cái đường cô bác anh chị mình cũng thấy nước mía hay là xanh chè xôi rồi đủ thứ các món đều có đầy đủ hết. Tất cả qua các anh chị em mình có đi lễ của ông ba thì đi dài theo bên đường thì mình cứ thoải mái mình dùng tự nhiên chứ vì không tốn các bạc đồng xu nào tất cả, những cô bác anh chị em mình ăn cảm thấy ngon là vui. Thì cô bác anh chị em mình ta nấu cực khổ mà vẫn thấy vui là được rồi. Đây là đội bánh xèo hướng dẫn của bác anh chị em mình thì dài vô bên trong thì cũng có rất là nhiều cái tổ từ thiện tình nguyện để đãi cơm cháo nước và bánh. Chúng tôi xin lần lượt